ấp Hòa Nghĩa, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc đang có một nhóm đông các đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, nên phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh và công an huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre tiến hành kiểm tra địa điểm trên. Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, các con bạc liền bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, 40 đối tượng cả nam lẫn nữ đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ tại chỗ. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ một bộ lắc tài xỉu, đồng thời tạm giữ trên người số đối tượng này số tiền là 940 triệu đồng cùng với 41 chiếc điện thoại di động. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện Mỏ Cày Bắc để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng ngày 22 tháng 11, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự 4 nghi phạm có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Họ bao gồm Trần Văn Liêm, sinh năm 1975, Nguyễn Thanh Toàn, sinh năm 1984, Phạm Thanh Lực, sinh năm 1986 và Lý Nhật Linh, sinh năm 1980, cùng ngụ tại huyện Châu Thành. Theo điều tra, tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ở xã Thành Long, công an huyện Châu Thành được phối hợp với công an xã Thành Long bắt quả tang 4 đối tượng trên đang tổ chức cho 9 người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một đĩa sành, một thẻ ATM, ma túy khay hay còn gọi là ke, ketamin, gần 100 triệu đồng, 10 điện thoại di động, 7 xe mô tô cùng với nhiều vật dụng khác có liên quan. Qua test nhanh, có 9 đối tượng dương tính với chất ma túy. Điều tra ban đầu xác định do có nhu cầu sử dụng ma túy, bài lắc nên Liêm, Lực, Toàn đã bàn bạc để mua ma túy sử dụng tại quán karaoke, đồng thời rủ thêm những bạn bè khác và tiếp viên của quán cùng sử dụng. Thưa quý vị, lực lượng hải quan cho biết đã phối hợp với lực lượng biên phòng kiểm tra phát hiện một vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới cửa khẩu Mộc Bài. Cụ thể, tại luồng nhập cảnh trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã chủ trì phối hợp với trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, công an huyện Bến Cầu và đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam kiểm tra phát hiện đối tượng Đinh Tuấn Anh, sinh năm 1994, nơi ở Vĩnh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tang vật vi phạm bao gồm 499 triệu 600 nghìn đồng và 10.400 đô la Mỹ. Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật. Cho vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, không cần tài sản thế chấp. Những lời chào mời có cánh như thế trong thời gian qua đã khiến người dân sập bẫy tín dụng đen với mức lãi suất cao ngất ngưởng. Hoạt động cho vay nặng lãi này đang len lỏi khắp các địa phương, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự trên địa bàn. Mới đây, lực lượng 161 Công an tỉnh Đồng Nai và đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Biên Hòa đã bất ngờ tiến hành kiểm tra một căn nhà ở phường Tam Hiệp, phát hiện đối tượng Lưu Văn Quyết, 29 tuổi, quê ở tỉnh Hà Giang, cùng với 5 đối tượng khác và nhiều sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Nhóm của Lưu Văn Quyết đã cho nhiều người vay hàng chục triệu đồng với lãi suất từ 222% đến 714% trên một năm, thu lợi bất chính 78 triệu đồng. À, số tiền bọn em làm là từ 3 đến 5 triệu. Và từ trước đến giờ thì em cũng làm được 5 khách rồi, 5 người, số tổng số tiền là 28 triệu đồng. Em cho vay ít nhất là 2 triệu. Nhiều nhất là 30 triệu. Và bọn em làm thì hình thức thu theo ngày. Là bọn em thu theo ngày và khi cho vay thì bọn em sẽ thu trước 2 ngày. À, mấy người dân do cái nhu cầu vay nên là liên hệ với các đối tượng để vay tiền. Và ngoài ra còn thông qua các trang mạng xã hội Facebook đăng về cái nội dung mà mời gọi vay tiền. Qua điều tra mở rộng, công an đã phát hiện bắt giữ 5 nhóm khác với 18 đối tượng thực hiện cho vay nặng lãi trên địa bàn các phường của thành phố Biên Hòa. Hàng ngày các đối tượng đi phát tờ rơi thông báo tìm kiếm người dân, chủ yếu là công nhân cho vay tiền với mức vay từ 5 đến 30 triệu đồng, thu lãi theo ngày, tuần, tháng với lãi suất cao gấp nhiều lần theo quy định của nhà nước. Khi người vay không cần thế chấp tài sản mà chỉ cầm cố giấy tờ tùy thân và nắm chắc nơi ở để thực hiện việc cho vay liên tục, các đối tượng còn thuê thêm một số đối tượng khác, chủ yếu là thanh niên không có việc làm, đi làm nhiệm vụ thu nợ. Khi người vay không trả tiền lãi và tiền gốc kịp thời thì nhóm này đe dọa và đem hung khí đến nơi ở để uy hiếp, buộc phải nộp tiền. Mức lãi suất mà nhóm đối tượng này cho vay từ 20 đến 60% trên một tháng, tổng số tiền mà các đối tượng thu lãi bất chính từ hành vi cho vay nặng lãi là gần 1 tỷ đồng. Để phòng ngừa thì đơn vị sẽ phối hợp với công an các phường xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm danh kiểm diện, kiểm tra nhất là các nhà nơi chung cư mà các đối tượng thường là thuê ở tụ tập với nhau. Từ đó là mình sẽ phát hiện và phòng ngừa. Rồi để đề nghị người dân có nhu cầu vay tiền thì liên hệ với các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng của nhà nước để được vay theo cái quy định.
Khi mà bị các đối tượng cho vay khủng bố về tinh thần hay đe dọa thì đề nghị nhanh chóng trình báo cho các công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn. Có thể thấy hoạt động cho vay nặng lãi ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi. Đây được cho là mấu chốt phát sinh những loại tội phạm như siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng. Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an đang góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, hạn chế những hệ lụy mà tín dụng đen gây ra cho người dân. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dưới chân núi Sơn Trà, ven biển từ Đà Nẵng vào Quảng Nam có hàng chục căn biệt thự, khu nghỉ dưỡng cao cấp bị treo nhiều năm, cỏ mọc tùm. Dọc con đường phía đông bán đảo Sơn Trà đang có hàng chục biệt thự bỏ hoang nhiều năm qua. Đây là một phần công trình thuộc tổ hợp khu du lịch dịch vụ cao cấp Sơn Trà. Theo kế hoạch, dự án có diện tích hơn 14 ha và hơn 20 ha mặt biển, bao gồm cụm resort, biệt thự, nhà hàng, khách sạn 5 sao. Tuy nhiên, dự án đang gặp nhiều vấn đề pháp lý chồng chéo nên bị bỏ hoang. Cách đó khoảng 1 km, hai dự án gành bàn Bãi Đa và khu biệt thự Suối Đá liên quan tới công ty cổ phần xây dựng 79 của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, cũng bất động nhiều năm qua. Hai dự án này có dấu hiệu vi phạm pháp luật và bị Bộ Công an điều tra. Một dự án khác cũng đang bỏ hoang là Bãi Bụt Bay Resort được khởi công năm 2005, tổng vốn đăng ký hơn 30 triệu đô la Mỹ, rộng trên 30 ha. Hơn 17 năm trôi qua, dự án vẫn chỉ là bãi cây dại với vài căn nhà bỏ hoang bắt đầu xuống cấp. Từ cuối tháng 9 cho đến nay, tại Hồ Tây Hà Nội xuất hiện tình trạng cá chết. Trong đó có thời điểm đơn vị quản lý vớt lên với số lượng lớn với đủ các loại cá. Đánh bắt giảm mật độ cá ở Hồ Tây là một trong những giải pháp được Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ thực hiện để ngăn chặn hiện tượng cá chết ở hồ này. Một số giải pháp khác bao gồm vớt tảo, vớt cá chết, sục khí oxy để hồ thông thoáng. Các lực lượng chức năng cũng thường xuyên đi kiểm tra có hiện tượng xả chất thải, nước thải trái phép xuống Hồ Tây hay là không. Hiện chưa phát hiện tình trạng này. Theo ghi nhận, sáng ngày 21 tháng 11, tình trạng cá chết vẫn tiếp tục xảy ra. Cá chết trôi giạt tấp vào ven Hồ Tây, bốc mùi hôi thối. Lực lượng chức năng đã huy động cano và nhân lực tiến hành vớt cá chết trong hồ, tránh gây ô nhiễm nguồn nước. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết hiện tượng cá chết do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là từ việc thiếu không khí, hàm lượng oxy giảm, khối lượng cá trong hồ nhiều, chất lượng nước ô nhiễm, có khí độc do bùn tảo gây ra hay là cá bị bệnh. Trước thắc mắc của nhiều người dân liên quan tới việc có bắt buộc phải cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội Việt Nam số VSSID hay là không, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định là không. Điều này có ý nghĩa VSSID không phải bắt buộc cho mọi đối tượng và không phải là công cụ để thay thế hoàn toàn bảo hiểm y tế giấy, chỉ là một công cụ tiện ích hơn giúp người dân có điều kiện thuận lợi để kiểm soát thông tin về bảo hiểm cũng như là dễ dàng bảo vệ quyền lợi cho bản thân. Như vậy, người dân không nhất thiết phải đăng ký tài khoản VSSID và nếu không đăng ký tài khoản thì cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến khích người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID để được hưởng nhiều tiện ích quan trọng. Thưa quý vị, trong khi ở nhiều quốc gia, dịch bệnh COVID-19 đã không còn là mối lo ngại hàng đầu, thì tại Trung Quốc, tình hình vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết số ca mắc mới COVID-19 tại Trung Quốc đại lục là gần 2.300 ca, trong khi số ca mắc không triệu chứng là hơn 24.000 ca. Trước tình hình này, chính quyền thủ đô Bắc Kinh đã ban hành quy định mới. Người đến Bắc Kinh sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày trong 3 ngày đầu và phải đợi đến khi có kết quả mới được rời khỏi nhà, nơi lưu trú. Một số quận đã đóng cửa các trường học, nhà hàng. Thành phố Quảng Châu cũng đang đối mặt với nguy cơ bùng phát đợt dịch lớn nhất thời gian qua. Quảng Châu đã yêu cầu phong tỏa quận Bạch Vân trong 5 ngày, dừng các dịch vụ ăn uống tại chỗ, đóng cửa các câu lạc bộ đêm và nhà hát ở quận Thiên Hà. Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một công ty công nghệ cao ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, khiến 36 người thiệt mạng. Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra từ chiều ngày 21 tháng 11. Ngoài những người thiệt mạng, hiện vẫn còn 2 người được thông báo mất tích. Hãng tin Reuters của Anh dẫn tin của truyền thông Trung Quốc cho biết, ngọn lửa bùng phát tại công ty thương mại Casinda ở quận Văn Phong, khu vực còn được gọi là khu công nghệ cao ở thành phố An Dương. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục công tác tìm kiếm những người mất tích. Ngoài ra, có 2 người bị thương trong vụ hỏa hoạn này. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ. Vào chiều ngày 21 tháng 11, một trận động đất có độ lớn 5,6 độ Richter đã xảy ra tại khu vực thị trấn Sianju thuộc tỉnh Tây Java, Indonesia. Các quan chức tỉnh Tây Java cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất đã lên tới hơn 160 người, hàng trăm người bị thương và 13.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia,
Trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, rung lắc mạnh cũng cảm nhận được ở thủ đô Jakarta trong vài giây. Nhà chức trách đã sơ tán một số người ra khỏi các tòa nhà. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng khí hậu và địa vật lý Indonesia cho hay trận động đất không có khả năng gây ra sóng thần. Những người thiệt mạng được xác định đều ở một bệnh viện trong vùng. Cơ sở vật chất ở bệnh viện này cũng đã bị phá hủy. Indonesia thường xuyên phải đối mặt với các vụ động đất do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có nhiều vết đứt gãy ở vỏ trái đất do hoạt động của các mảng kiến tạo. Trong phần tiếp theo của chương trình, giá chuối tại đồng bằng sông Cửu Long tăng gấp đôi sau khi nghị định thư xuất khẩu chính ngạch loại trái cây này sang Trung Quốc được ký kết. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất ưu tiên giá điện thấp hơn cho xe điện. Trong thời điểm mà cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu vẫn đang phủ bóng, các hoạt động chuẩn bị cho Giáng sinh cũng khác so với những năm trước. Còn ít ngày nữa là tới dịp Black Friday 25 tháng 11, các thương hiệu ở thành phố Hồ Chí Minh dần tung các chương trình khuyến mại, có những nơi tăng mức khuyến mại cho khách hàng lên đến 85%. Dọc các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Quang Diệu những ngày này, hơn 50% các cửa hàng thời trang đã bắt đầu các chương trình khuyến mại nhân dịp Black Friday, trong đó có những cửa hàng giảm giá đến 85%. Trong lúc này, tại các trung tâm thương mại, không khí mua sắm cũng đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều cửa hàng đã treo banner và poster thông báo về các chương trình giảm giá, đồng giá, đồng thời có nhiều chương trình mới lạ thu hút khách hàng. Trung Quốc đã chi hơn 213,4 triệu đô la Mỹ để mua quả chuối tươi từ Việt Nam trong 9 tháng năm 2022. Gần đây, giá chuối ở đồng bằng sông Cửu Long còn tăng gấp đôi khi loại trái cây này chính thức có visa sang thị trường Trung Quốc. Cuối tháng 10 vừa qua, nghị định thư xuất khẩu quả chuối tươi chính ngạch của Việt Nam sang Trung Quốc được ký kết. Điều này sẽ thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng tăng trưởng bền vững, đồng thời mang lại sự ổn định hơn cho người nông dân trồng chuối. Nhiều nhà vườn ở đồng bằng sông Cửu Long cho biết, năm ngoái dịch bệnh ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu, chuối trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, giá chỉ từ 5.000 đồng đến 6.000 đồng 1 kg. Thế nhưng hiện nay, giá đã tăng gấp đôi lên từ 11.000 đồng đến 13.000 đồng 1 kg. Giá chuối tăng, chi phí xuất khẩu một container chuối lại giảm cả 100 triệu đồng, thế nên nông dân trồng chuối thu lời khá. Hiện cả nước có 130.000 ha trồng chuối, sản lượng 2,1 triệu tấn mỗi năm. Riêng đồng bằng sông Cửu Long là gần 35.279 ha, sản lượng 478.877 tấn. Đây cũng là loại trái cây cho thu hoạch quanh năm, là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành rau quả Việt Nam. Thưa quý vị, đón đầu nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm, nhiều loại hình vận tải hành khách như là đường sắt, hàng không đã chạy đà cho dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão. Ngành đường sắt đã mở bán vé tàu Tết từ cuối tháng 10 với tổng lượng vé bán ra dự kiến là 176.000 vé. Sau 20 ngày mở bán đã có hơn 100.000 vé tàu Tết được bán. Với đường hàng không, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng hành khách đặt vé dịp Tết năm nay tăng khoảng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hãng đã xây dựng kế hoạch khai thác 25.613 chuyến bay và dự kiến tăng thêm 8.079 chuyến, tương đương với 32% so với dịp Tết 2022. Riêng với vận tải khách liên tỉnh, thị trường vé Tết vẫn đang khá yên ắng. Tới nay cũng chưa có bến xe nào có kế hoạch cụ thể về tăng cường xe, tăng giá vé. Qua đợt cao điểm du lịch hè, càng về cuối năm thì các công ty du lịch tập trung khai thác thị trường quốc tế. Trong đó, các tour ngắm lá vàng, lá đỏ và tận hưởng không khí mùa cuối năm từ các quốc gia Đông Á và châu Âu được nhiều khách Việt quan tâm. Ghi nhận một số công ty lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh, doanh thu từ khách đặt tour đi nước ngoài chiếm đến 60% tổng doanh thu. Công ty lữ hành Viettravel cho biết, hoạt động đưa khách Việt đi du lịch nước ngoài đã bật tăng trở lại, chiếm đến 60% tổng doanh thu trong 10 tháng. Trong đó, chính sách mở cửa sớm, kích cầu du lịch và visa thông thoáng từ các nước trong khu vực Đông Nam Á đã thu hút một lượng lớn du khách Việt. Sau thời gian thăm dò các điểm đi gần, du khách Việt dần mở rộng các khu vực xa hơn như châu Mỹ, châu Âu và Đông Bắc Á. Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ ngành đề nghị có ý kiến dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và mỡ nhờn áp dụng cho năm 2023. Bộ Tài chính cho biết năm 2023, giá dầu thô thế giới và giá xăng dầu thành phẩm thế giới được dự báo vẫn có những diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn rủi ro đến ổn định kinh tế xã hội, cũng như tác động đến thị trường xăng dầu trong nước. Bộ này đánh giá, việc thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu quay lại mức kịch trần theo khung thuế kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến tâm lý, đời sống sinh hoạt của người dân, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo đó, Bộ kiến nghị 4 mức thuế áp dụng trong năm 2023 theo diễn biến giá dầu thô mà không cần trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết. Mức cao nhất với xăng là 4.000 đồng một lít và thấp nhất là 1.000 đồng một lít. Đối với nhiên liệu bay, mức cao nhất là 3.000 đồng một lít và thấp nhất là 1.000 đồng một lít. Đối với dầu diesel, mức cao nhất và thấp nhất lần lượt là 2.000 đồng và 500 đồng một lít. Cũng liên quan tới thị trường xăng dầu, ngày 21 tháng 11, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn và đảm bảo cung ứng mặt hàng này. Để khắc phục tình trạng thua lỗ, thương nhân không nhập hàng, Ủy ban Nhân dân TP.HCM kiến nghị Thủ tướng rút ngắn thời gian điều chỉnh giá xăng dầu còn từ 3 đến 5 ngày, kể cả ngày nghỉ, so với quy định hiện hành là 10 ngày. Có giải pháp điều hành giá theo biên độ giá xăng dầu tăng giảm phù hợp với thị trường. Đồng thời, TP.HCM đề xuất Thủ tướng chấp thuận cho Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trong trường hợp cần thiết được chủ động trong việc quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu phù hợp. Ủy ban Nhân dân TP.HCM cũng đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các thương nhân đầu mối chia sẻ nguồn lợi nhuận cho các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách hợp lý, trong đó đảm bảo mức chiết khấu tối thiểu 500 đồng một lít để các cửa hàng có thể duy trì hoạt động. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa đề xuất ưu tiên mức giá điện thấp hơn cho nhóm khách hàng sử dụng điện cho phương tiện giao thông nhằm khuyến khích sử dụng loại phương tiện này. Góp ý dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, VCCI cho biết phương tiện giao thông chạy bằng điện đang được nhà nước khuyến khích nhờ giúp giảm ô nhiễm không khí tại các đô thị. Tuy nhiên hiện nay, các chủ phương tiện vẫn phải trả giá điện tương đối cao để có thể sạc pin. VCCI dẫn chứng nếu sạc ở hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện với giá khoảng từ 3.100 đồng đến 3.200 đồng 1 kWh. Sạc tại các điểm dịch vụ cũng thường thu ở mức giá 3.100 đồng 1 kWh do giá mua điện đầu vào ở mức cao. Cơ quan này đánh giá cơ chế giá như vậy chưa giúp khuyến khích sử dụng xe điện, cũng như chưa góp phần điều chỉnh hành vi của người dùng để thay đổi giờ sạc điện vào những khung giờ thấp điểm. Qua tìm hiểu tại các quốc gia phát triển cho thấy, một số công ty điện lực đã bắt đầu cung cấp các gói giá dành riêng cho việc sạc ô tô điện. Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc phương án đưa riêng một nhóm khách hàng sử dụng điện cho phương tiện giao thông. Trung Quốc đã tiến hành một cuộc thử nghiệm toàn diện các tính năng an toàn của dòng xe điện năng lượng mới, hoạt động nhằm đưa ra những đánh giá cụ thể về dòng xe này, qua đó tăng niềm tin của người tiêu dùng. Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ ô tô Trung Quốc đã công bố một loạt các chương trình thử nghiệm tính năng an toàn điện của dòng xe năng lượng mới NEV. Theo đó sẽ có nhiều bài kiểm tra va chạm nghiêm ngặt và phức tạp dựa trên khảo sát thực tiễn trong các vụ tai nạn giao thông xảy ra thời gian gần đây, bao gồm các bài kiểm tra va chạm tốc độ cao nhằm đánh giá độ an toàn và cấu trúc tối ưu hóa không gian hấp thụ năng lượng của hàng ghế sau. Thử nghiệm va chạm NEV ở Trung Quốc liên tục được cải thiện với tiêu chuẩn cốt lõi là sự an toàn của hệ thống điện. Bất kể loại thử nghiệm nào được tiến hành, sự cố mất điện của hệ thống điện áp cao, không rò rỉ chất điện phân, không dịch chuyển bộ pin. Bên cạnh đó, còn có các bài khảo sát mô phỏng va chạm giao thông với nhiều phương tiện khác nhau nhằm kiểm tra kết cấu của xe có đảm bảo an toàn cho người lái hay không. Mùa lễ Giáng sinh năm nay đang đến gần. Trong thời điểm mà cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu vẫn đang phủ bóng lên cuộc sống của người dân, các hoạt động chuẩn bị cho Giáng sinh cũng khác so với những năm trước. Tại đại lộ Champs-Élysées ở thủ đô Paris, Pháp, lễ hội thắp sáng mùa Giáng sinh truyền thống đã khuấy động không khí tại đây. Tuy nhiên, trong năm nay, chính quyền thành phố đã điều chỉnh để tiêu thụ ít điện năng hơn so với mọi năm. Chúng tôi đang thay đổi thời lượng chiếu sáng sẽ ít hơn một tuần. Bên cạnh đó, đèn điện nơi công cộng sẽ được tắt vào 11 giờ 45 phút tối hàng ngày, ngoại trừ ngày lễ chính vào đêm 24 tháng 12 và ngày 31 tháng 12 cuối năm. Các chính sách mới là cách để chúng ta thể hiện tinh thần đoàn kết, tiết kiệm năng lượng bền vững, thân thiện với môi trường. Trong khi đó, tại thủ đô London của nước Anh, vườn bách thảo hoàng gia ở Kew đã ra mắt buổi trình diễn lễ hội ánh sáng được tổ chức thường niên. Với hơn 1 triệu bóng đèn dọc theo con đường dài 2,7 km, điểm tham quan năm nay trưng bày các tác phẩm sắp đặt mới về hệ thống chiếu sáng lơ lửng và ảo ảnh quang học. Chương trình diễn ra khi phần lớn châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng do ảnh hưởng từ xung đột Nga-Ukraine. Do vậy, sự kiện năm nay sử dụng ít hơn 40% điện năng so với mọi năm, thay vào đó tận dụng hỗn hợp nhiên liệu diesel sinh học và đèn LED. Chúng tôi vận hành mọi thứ 100% bằng nhiên liệu diesel sinh học. Chúng tôi đã sử dụng nguồn điện thấp nhất có thể để tiết kiệm năng lượng và giảm tác động đến môi trường. Vào mùa Giáng sinh năm nay, trên khắp châu Âu sẽ có ít đèn chiếu sáng hơn. Các loại đèn tiết kiệm điện năng cũng sẽ được tận dụng hơn với thời gian chiếu sáng ngắn đi để tiết kiệm năng lượng. Goldman Sachs ngày 21 tháng 11 cảnh báo thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn chưa thoát khỏi xu hướng đi xuống khi vẫn chưa bắt đáy
trong lúc tăng trưởng của kinh tế toàn cầu giảm tốc, lãi suất đạt đỉnh và giá giảm, cho thấy nguy cơ của một cuộc suy thoái. Ngân hàng đầu tư này đề cập đến việc các nhà đầu tư theo dõi tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ và những tác động đến tăng trưởng và lợi nhuận. Theo Goldman Sachs, các thị trường chứng khoán vẫn biến động trong trung hạn và giảm trước khi bắt đáy cuối cùng trong năm 2023. Ngân hàng này cho rằng chỉ số S&P 500 sẽ ở mức khoảng 4.000 điểm vào cuối năm 2023, tăng gần 1% so với mức hiện tại. Goldman Sachs dự báo lợi nhuận của các công ty trong chỉ số Pan-European Stock 600 của châu Âu sẽ giảm 8% trong năm tới, trong khi của các công ty trong chỉ số Topix của Nhật Bản và trong các chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương trừ Nhật Bản tăng 3%. Ngân hàng này cho rằng các nhà đầu tư bắt đầu kỳ vọng về thị trường đi lên vào năm tới. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin được kính chào và hẹn gặp lại. Làm thế nào để quản lý tốt tài chính cá nhân? Hành trình tự do tài chính có thực sự dễ dàng? Đầu tư từ đâu để tiền đẻ ra tiền bền vững nhất? Các xu hướng tài chính nào sẽ là chủ đạo trên thị trường? Làm thế nào để nhận biết và không bỏ lỡ cơ hội đầu tư sinh lời? Hãy cùng lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp và chuyên gia tài chính của chương trình Tài chính Thông Minh để có câu trả lời. Tài chính Thông Minh, chương trình cập nhật các xu hướng tài chính đầu tư đang dẫn dắt thị trường trong nước, sự biến động giá cả hàng hóa dịch vụ ảnh hưởng đến dòng tiền trên thị trường. Những câu chuyện thú vị đằng sau những thương hiệu nổi tiếng, những chia sẻ của các chuyên gia về quản lý tài chính cá nhân, các xu hướng đầu tư của năm 2022. Tài chính Thông Minh cập nhật những thông tin về biến động thị trường tài chính trên thế giới, xu hướng đầu tư và quản lý dòng tiền của các doanh nghiệp, người dân trên toàn cầu. Tài chính Thông Minh, bí kíp đầu tư, quản lý tài chính cho mọi người.